xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi đến lắp một bộ vàng ở Gò Vấp. Mình sẽ hệ thống này sử dụng của CAF với Quimpro, và đây là một cái gói combo mình đang được hỗ trợ khách hàng rất là nhiều. Đó, nó có nhiều chương trình khuyến mãi. Thì mình nói cái giá của cái combo này sẽ rất là bất ngờ và rất là nhiều đồ chơi trong cái hệ thống combo này. Ok, bây giờ mình hãy cùng Thiên Vũ Audio chúng ta bước vào căn phòng Thiên Vũ vừa lắp xong cho khách hàng. Bắt đầu. Full box luôn nha các bạn, đập thùng ra. Ở đây là cái ngõ ở đây. Rồi nữa nó. Ok. Với thiết kế hai quạt tản nhiệt. Các bạn nhớ lưu ý nha, chúng ta gia đình tôi nhớ đánh Zero nha. Đánh 400 thôi. Kèm theo cái tem bảo hành của đơn vị Tân Việt Group đây. Chính hãng CAF. Đây là một men đẩy Trung Quốc chính hãng. Các bạn lưu ý nha. Mình nói là hàng Trung Quốc nha, nhưng mà hàng chính hãng. Ok. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Rồi mình sẽ dùng một ngõ quang optical. Chúng ta tự xem phim. Ok, rất là chuẩn. Mình sẽ kết nối với cái đầu Q10, âm thanh tín hiệu nó sẽ ra rất là chuẩn. Cái khớp kết nối với cái optical này các bạn lưu ý nha, chúng ta phải canh ngay khớp của nó nha, chứ để nhiều khi nhấn vô nó gãy cái kim trong đây là cả một vấn đề đó. Ok, xong. Sau đó đầu còn lại mình sẽ kết nối với van số gọi là mixer. Chúng ta sẽ kết nối với mixer X2000 Pro. Được xem sao. Đây là ngõ optical. Trên là coaxial, còn đây là chúng ta sử dụng hai ngõ analog ha. Mình thì mình sẽ chọn ngõ optical vì có dây mà, có thì cứ xài. Ok. Rồi xong. Tới đến đó chính là cái kết nối tín hiệu đầu ra. Mình ở đây đã chuẩn bị một số dây tín hiệu rất là chuyên nghiệp, rất là tốt để lắp đặt mà. Một hệ thống khách hàng đã đầu tư thì chúng ta phải tất cả có sự đồng bộ. Ok, bây giờ mình sẽ bắn. Dây rất là ngắn, sẽ không lượm thượng về vấn đề gì nhỏ. Mình sẽ đi qua bằng ngõ black drive. Đi qua led trước. Tích. Tiếp tục. Đó là ngõ right. Đó bên trái bên phải. Các bạn lưu ý nha, nhiều bạn không để ý đến là vấn đề là led, tức là bên nhạc cụ nhà, tức là bên chi tiết, ví dụ như là guitar nè, hay là violon nè, hay là những bộ gõ gọi là percussion á, hay hát hay là gì đó. Đó là những cái bên đó là bên led. Còn bên hai là gì? Bên hai là bên room. Room tức là bên bass, là bên trống nè. Nên nói chung là về phần room á, tức là nó thiên về bass hơn. Thì cái đó các bạn nhớ lưu ý nha. Sub chúng ta cũng vậy, nếu mà sub chúng ta kết nối thì cũng nên kết nối là bên bên phần bass. Chúng ta chỉ lấy dây màu đỏ thôi. Let's go. Bạn có một dây rất là đơn giản, cực kỳ đẹp, nhỏ, gọn gàng. Ok. Rồi. Đến. Trong hệ thống này do mình đang tổ chức một cái hỗ trợ khuyến mãi, một cái event cho những khách hàng đang build một bộ dàn cấu hình trên 40 triệu, là mình sẽ khuyến mãi ngay một hệ thống quản lý nguồn
dây cực kỳ to, cực kỳ to, khuyến mãi một cái hệ thống nguồn trị giá là 2.8 triệu và một số phụ kiện khác nữa đó, chứ không phải chỉ là như vậy không đâu. Thì này mình sẽ hỗ trợ dành cho những khách hàng view góp hình ở trong thời gian nha các bạn, không phải lúc nào cũng vậy nha. Ở đây là mình đang tạo event, các bạn có thể tham khảo tại website. Ok, tiếp tục. Rồi nguồn mình sẽ có 8 kênh xong thông minh, nó quản lý cái nguồn điện mình chúng ta, nó sẽ ổn định điện hơn. Rồi đầu tiên mixer trước, xong rồi tới power, mình sẽ làm từng cái. Mình sẽ cho cái bộ vợ vô số 3. Ok, cái này cứng tí xíu, đồ mới mà, nó bóp quá bóp. Ok, rất là bóp, càng bóp càng tốt. Rồi tiếp đến là nguồn của micro, mình sẽ cho vô đây luôn, lát nữa mình sẽ gom gọn dây lại, gom gọn dây lại. Bạn theo dõi nhớ đăng ký like và subscribe nhé kênh của mình để theo dõi những buổi dạy sắp tới là những chương trình event mà vô bên mình tạo ra để hỗ trợ tặng khách hàng, những khách hàng còn sản phẩm mua ở Thiên Vũ thì các bạn cứ yên tâm, thì bên mình là cứ mua hàng cứ an tâm, nguồn gốc rõ ràng, hàng nào ra hàng đó, hàng nào hàng Trung Quốc và hàng nào là hàng Trung Quốc chính hãng hay là hàng của Mỹ sản xuất Trung Quốc, mình sẽ rõ ràng với khách hàng hết, nên các bạn không có phải lo ngại về vấn đề mà mua hàng sợ bị nhầm. Mình đã demo cho các bạn thấy cái không gian view như thế này. Ở đây bộ vàng khá là đẹp, các bạn rất chắc ai cũng rất là thích sở hữu bộ vàng này, thì hãy nhớ liên hệ với Thiên Vũ Audio, mình sẽ gọi điện đến mình tư vấn và xem những thời gian khuyến mãi. Các bạn có thể xem giá của bộ vàng này
ở ngay nội dung mô tả bên dưới của kênh YouTube của mình. Và nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình để xem được nhiều bộ dàn, nhiều cấu hình âm thanh chúng ta có thể rước về nhà, hoặc chúng ta thích những chương trình khuyến mãi của Thiên Vũ đưa ra trong mỗi tháng. Còn bây giờ chắc một câu hỏi, một vấn đề mà chắc ai cũng đang muốn biết là bộ dàn này là bao nhiêu. Thì cả bộ dàn cấu hình này thì Thiên Vũ lắp cho khách hàng tổng chọn cái gói bộ dàn này thì nó bao gồm là micro và quản lý nguồn luôn nè, mixer nè, bower nè, và Dolo JBL 510 ở ngay trên các bạn, để mình đưa cho các bạn xem. Ok, các bạn thấy đây là JBL 510 của Harman Kardon. Rồi kế tiếp, rồi chúng ta sẽ có một, đó chính là một đầu phim, rồi đây là đầu trung tâm. Ok, mời các bạn xem, rất là chuẩn đúng không ạ? Nhìn hệ thống vàng rất là hầm hố, luôn cả súp nữa, có đầy đủ hết đồ chơi. Ok, như vậy là mình đã view xong rồi. Ok, hi, xin chào các bạn. Như vậy là mình đã view xong cho các bạn. Hẹn các bạn trong clip sắp tới. Nhớ đừng quên like, subscribe, theo dõi những clip công trình thực tế của Thiên Vũ. Bye.